Đội xuất phát từ binh chủng thông tin trường chơi Bình Phước số 7 Phạm Thị Huyền Anh. Những cái tên sẽ xuất phát trong đội hình của binh chủng thông tin trường tươi Bình Phước, đội trưởng chủ công Phạm Thị Nguyệt Anh, cầu thủ mặc áo số 7, phụ công mặc áo số 8 Trần Việt Hương, đối chuyền mặc áo số 11 Hoàng Thị Kiều Trinh, phụ công mặc áo số 12 Phạm Thị Hiền, chuyền 2 Đoàn Thị Lâm Oanh cùng với chủ công ngoại binh người Azerbaijan Jana Kulan. Libero được đăng ký trước trong đội hình của huấn viên Phạm Minh Dũng là Lưu Thị Lily, vận động viên mặc áo số 1. Lâm Anh sẽ xuất phát ở vị trí số 6. Còn chủ công đội trưởng Nguyễn Anh là người xuất phát ở vị trí số 1 trong đội hình của thông tin. Đây là ông Phạm Minh Dũng, huấn viên trưởng của binh chủng thông tin trường tư Bình Phước. Còn đây sẽ là những cái tên ra quân trong đội hình của huấn viên Phạm Văn Long, với chủ công mang áo số 5 đội trưởng Hoàng Thị Hồng Lát, cao thủ mang áo số 7 chủ công Trần Tú Linh, số 9 phụ công Trần Thị Bích Thủy, số 15 ngoại binh Saron, cầu thủ mặc áo số 16 chuyền 2 Nguyễn Thị Thủy, và phụ công mặc áo số 19 là Lý Thị Luyến. Libero được đăng ký trước trong đội hình của Hóa chất Đức Giang Lào Cai là Lê Thị Thanh Liên, vận động viên mặc áo số 3. Như vậy là ở trận đấu này thì huấn luyện viên Phạm Văn Long đã quyết định lựa chọn ngoại binh chơi ở vị trí tấn công thay vì Tichaya Bullet trong đội hình xuất phát của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Cả Charon cũng như Kulan đều là những vận động viên tài năng, nhưng với các cổ động viên Việt Nam thì họ đều đang chờ đợi màn trình diễn của những tay đập này. Quyền phát bóng trong xét đấu mở màn sẽ thuộc về các cầu thủ binh chủng thông tin trường tư Bình Phước. Người phát bóng là Nguyễn Anh. Pha tấn công ở vị trí số 3, tình huống chắn bóng tốt. Điểm được mở cho binh chủng thông tin trường tư Bình Phước. Một cú master block của đội bóng áo lính. Và chớp thời cơ rất tốt của Kulan. Ở trận này thì ngoại binh của thông tin xuất phát ở cầu trên cùng với Kiều Trinh và Phạm Thị Hiền, đây đều là những vận động viên có kỹ năng chắn bóng tốt. Chắc chắn là huấn luyện viên Phạm Minh Dũng cũng đã có những toan tính cụ thể với line up này. Ông muốn tận dụng cờ phát bóng khó của Nguyệt Anh cùng với việc xếp các tay chắn ở cầu trên trong đường xuất phát của mình. Điểm đầu tiên dành cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai sau tình huống phát bóng lỗi của Nguyệt Anh. Tú Linh phát bóng ra ngoài. Chủ công đội trưởng, xin lỗi quý vị, chủ công của đội tuyển Việt Nam chưa có được cảm giác tốt khi nhập cuộc trong trận đấu này. Tú Linh hiện tại là một trong những chủ công không thể thay thế trong đội hình của đội tuyển Việt Nam, vận động viên có kỹ năng xử lý bước một tốt nhất trong số các chủ công. Đường chuyền ra biên 4. Pha nhảy chuyền, được chuyền cho Kiều Trinh. Tình huống phòng thủ tốt của Thanh Liên. Và sau đó là cú đánh của Charon. Thêm một điểm được ghi cho binh chủng thông tin trường tư Bình Phước. Các cô gái Hóa chất Đức Giang Lào Cai cho rằng bóng đã chạm tay chắn. Nhưng tình huống vừa rồi thì ngoại binh của Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã thực hiện một tình huống tấn công cao hơn so với các tay chắn của đối phương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem liệu bóng đã sượt qua tay chắn hay chưa. Công nghệ Video Challenge 2 vào cuộc, và đó là một tình huống đánh bóng chạm chắn của Charon. Khiếu nại thành công và Hóa chất Đức Giang Lào Cai có điểm. Saron Chep Chumba, vận động viên sinh năm 1998, người Kenya. Cô có một cái tên rút ngắn hơn là Chumba. Và tấn công tốt ở vị trí số 2 vừa rồi là của Kiều Trinh. Bây giờ thì binh chủng thông tin trường tư Bình Phước mới có điểm thứ 4. Tỷ số bây giờ là 4-2. Thêm một tình huống chuyền bóng sau đầu rất đẹp của Lâm Oanh. Khoảng thời gian gần đây thì Kiều Trinh đang nỗ lực để tìm lại phong độ tốt nhất của mình sau một khoảng thời gian thi đấu với lịch đấu rất dày và gặp chấn thương, thì Kiều Trinh cũng đã có giai đoạn chơi rất dưới sức. Kulan
Pha tấn công ở biên 4 của ngoại binh bên phía thông tin. Một cú đánh đưa bóng đi dính vạch. Cú Lan với chiều cao 1m98 là vận động viên thực sự nổi bật ở trên sân với ngoại hình của mình. Chiều cao của Cú Lan tương đương với người đồng hương của cô, người cũng đã từng thi đấu ở giải vô địch quốc gia của chúng ta, đó chính là Polina Rahimova. Tay đập đã giúp cho Thái Bình lên ngôi vô địch. Và sau đó thì cũng đưa Hóa chất Đức Giang Lào Cai tới trận chung kết của giải vô địch quốc gia. Cầu phát bóng của Saron được chuyển sau đầu. Pha xử lý hay của Việt Hương. Các cô gái thông tin đang tấn công khá nhiều ở vị trí số 2. Vừa rồi là tình huống đánh một chân sau đầu của Việt Hương. Bây giờ sẽ là tình huống phát bóng của Cú Lan. Pha xử lý bước một tốt của Tú Linh. Ngay sau đó thì Bích Thủy cũng đã có lời đáp trả với một cú đánh bay sau rất hay. Lực tay của Bích Thủy càng ngày càng ấn tượng hơn. Và chúng ta cũng đang hy vọng phụ công của Hóa chất Đức Giang Lào Cai sẽ sớm trở lại với đội tuyển quốc gia. Bây giờ là tình huống phát bóng của đội trưởng Hồng Ngát. Bóng leo lưới. Đường chuyền cho Cú Lan tấn công hàng sau. Pha xử lý bước một chưa thực sự tốt của Saron. Đưa bóng ra biên 4 Nguyệt Anh. Bóng vẫn trong cuộc. Nỗ lực cứu bóng rất đáng khen ngợi của cả hai đội. Đường chuyền sau đâu. Bích Thủy cũng vừa có thêm một pha tấn công tốt nữa, nhưng Hóa chất Đức Giang Lào Cai vẫn chưa có điểm. Cú Lan đánh rất mạnh sau vạch 3m. Và sau đó là tình huống tấn công đưa bóng ra ngoài sân của Saron. Một loạt bóng bền rất hay giữa Hóa chất Đức Giang Lào Cai và binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Hai đội bóng đều cho thấy khả năng phòng thủ rất đáng khích lệ của mình. Bây giờ là tình huống phát bóng của Việt Hương. Pha tấn công ở vị trí số 3. Bích Thủy đã ghi điểm. Tình huống đánh lao tốt của Bích Thủy. Trong đội hình của Hóa chất Đức Giang Lào Cai, họ luôn có hai phương án để xếp đội hình. Một là sử dụng truyền hai ngoại binh người Thái Lan, thì sẽ trông chờ vào các cầu công là những nội binh. Và phương án 2 là sử dụng ngoại binh ở vị trí tấn công, đó là vị trí chủ công hoặc đối truyền. Và Bích Thủy sẽ là người giữ vị trí truyền 2. Truyền 2 trẻ hoa thắm thì không thường xuyên được góp mặt trong những trận đấu quan trọng như thế này. Việc Hóa chất Đức Giang Lào Cai đăng ký 3 truyền 2 cũng là để tạo cơ hội để cho Hoa Thắm có thể học hỏi những người đàn chị của mình, hít thở bầu không khí ở sân chơi cao nhất của bóng chuyền quốc nội. Pha tấn công của Tú Linh, một cú đập rất tốt của chủ công bên phía Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 6-8. Bây giờ là tình huống phát bóng của truyền hai Nguyễn Thị Thủy. Nguyễn Thị Thủy năm nay 32 tuổi, người trước đó là truyền hai của Thái Bình. Tình huống tấn công ghi điểm là của Phạm Thị Hiền. Trong những điểm số đầu tiên của trận này thì có cảm giác Saron cũng đang chưa có được phong độ tốt nhất. Cô mới đầu quân cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai và tập luyện cùng với những người đồng đội mới vào thời điểm cuối tháng 10. Do đó ngoại binh người Kenya cũng mới chỉ có khoảng một tuần để làm quen với những người đồng đội mới ở Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Một pha phối hợp chưa đúng tầm của các cô gái bên chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Tình huống đánh bóng ra ngoài vừa rồi là của Phạm Thị Hiền.
Tiếp tục là cầu phát bóng của Tú Linh. Đưa bóng ra biên 4, Cú Lan. Những tình huống đánh bóng chéo gắt cực kỳ khó chịu của Cú Lan. Với lợi thế về mặt thể hình, Cú Lan thực sự là một cây đập sẽ mang lại rất nhiều niềm hy vọng cho các cổ động viên của binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Cô gái này cao tới 1m98, sức bật đà là 3m18 và bật chắn là 3m10. Cú Lan là tay đập góp mặt trong top đầu những cây ghi điểm tốt nhất ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản trong khoảng thời gian vừa qua. Cô cũng đã có quãng thời gian nhiều năm thi đấu ở giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Cách biệt giữa hai đội bây giờ chỉ còn là một điểm. Pha xử lý của Kiều Trinh. Tiếp tục là cơ hội tấn công cho binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước. Cú Lan bỏ nhỏ, không được. Pha phối hợp chắn bóng tốt của Bích Thủy và Chumba. Chúng ta có thể tạm gọi ngoại binh của Hóa chất Đức Giang Lào Cai là Chumba hoặc Charon. Charon thì là tên của cô, còn họ của cô là Chép Chumba. Pha ghép chắn rất tốt của phụ công Bích Thủy cùng với ngoại binh người Kenya. Nhưng đã có lỗi lưới rồi. Tình huống phòng thủ trên lưới mắc lỗi của các cô gái Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Khiếu nại thành công của binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước. Cho tới lúc này thì cả hai đội đều đã thực hiện những lượt challenge rất chính xác của mình. Và tấn công tốt của Chumba. Lần này là một cú đánh chéo sân ở vị trí số 2. Saron Chep Chumba là vận động viên thi đấu ở vị trí đối chuyền. Cô có chiều cao 1m85, khả năng bật đà 3m24 và bật chắn 3m10. Thông số bật đà của vận động viên này thậm chí còn tốt hơn so với Cú Lan, mặc dù có chiều cao thấp hơn đối thủ khoảng hơn 10cm. Cú Lan. Pha xử lý tay trái chưa có điểm cho binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước. Tình huống phòng thủ tốt của Thanh Liên. Đó là pha tấn công của Hồng Ngát và điểm thuộc về Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tỷ số được cân bằng 11 đều. Khởi đầu rất hấp dẫn cho cặp đấu giữa Hóa chất Đức Giang Lào Cai và binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước. Với sự đầu tư rất mạnh mẽ của các đội bóng để hướng tới giai đoạn 2 này thì chất lượng mỗi trận đấu thực sự là rất cao. Chúng ta đã thấy được điều đó ngay ở cặp đấu đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay, khi ngoại binh Ba Sa của Quảng Ninh cùng với những người đồng đội mới cũng đã tạo ra một thế trận khiến cho đội bóng mạnh là LP Bank Ninh Bình gặp quá nhiều khó khăn. Kể từ năm 2022, sân chơi cao nhất của bóng chuyền quốc nội, của bóng chuyền Việt Nam chúng ta đã đón chào sự trở lại của những ngoại binh, cùng với đó là sự góp mặt của công nghệ Video Challenge. Và cũng từ đó cho tới nay chúng ta thấy chất lượng chuyên môn của bóng chuyền Việt Nam đang dần được nâng cao hơn. Pha phòng thủ bước 1 không thành công của Tú Linh. Tú Linh và Hồng Ngát hơi thiếu thông tin với nhau ở tình huống vừa rồi. 13-11 cho thông tin. Như vậy là Hồng Ngát đã tranh bóng của Tú Linh. Đường chuyền cho Chumba. Đánh bóng có vẻ là không qua lưới và đó là lỗi bốn chuyền. Khiếu nại được đưa ra bởi ban huấn luyện của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Họ cho rằng cú đánh vừa rồi của Chumba, bóng đã chạm tay chắn của vận động viên bên phía thông tin. Nếu bóng chạm chắn thì đây sẽ là một tình huống đánh lại.
Có vẻ như bóng cũng đã chạm tay của Nguyệt Anh, khiếu nại thành công. Cho tới lúc này thì tất cả những tình huống khiếu nại của cả hai đội đều là những pha khiếu nại chính xác. Đội bóng của ông bầu Đào Hữu Huyền đang có một sự khởi đầu tốt trong trận này, mặc dù họ đang bị đối phương dẫn điểm. Đường chuyền sau đầu, pha đập bóng cắm sàn vừa rồi là của Bích Thủy. Bích Thủy đang chơi thực sự ấn tượng với những tình huống tấn công ở vị trí số 3 và cả những miếng đánh một chân sau đầu như thế này. Cú đập vừa rồi là của Việt Hương. Tiếp tục là cơ hội tấn công cho Thông Tin. Đường chuyền ra biên 4, Nguyệt Anh chắn bóng hay. Tiếp tục là Nguyệt Anh bỏ nhỏ, vẫn chưa vượt qua được hai tay chắn của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Cơ hội dành cho đội bóng áo trắng, rất hay. Thêm một pha ghi điểm nữa của Bích Thủy. Tỷ số lại được cân bằng. Những diễn biến cực kỳ hấp dẫn trong xét đấu mở màn của trận đấu giữa Hóa chất Đức Giang Lào Cai, đội bóng đương kim á quân của giải vô địch quốc gia, và binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước, câu lạc bộ giàu thành tích nhất trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam. Đường chuyền của Lâm Oanh, cú lan. Một pha tấn công rất tốt sau vạch 3m. Tình huống đối đầu giữa hai ngoại binh và cú lan đã chiến thắng ở lần này. Chuba đã không phòng thủ được chiếc cú đập mạnh từ hàng sau của đối thủ. Pha tấn công tốt của Tú Linh. Lực đập của Tú Linh ở những tình huống gần đây cũng là cực tốt. Có một khoảng thời gian chúng ta thấy Tú Linh chỉ tập trung vào việc phòng thủ, và những pha tấn công cũng có hiệu suất ghi điểm không cao như trước. Nhưng trong trận đấu ngày hôm nay chúng ta đã thấy được vai trò của Tú Linh. Vẫn là một cầu cắt điểm rất đáng kỳ vọng của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Pha xử lý của Nguyệt Anh, trọng tài xác định điểm dành cho đội bóng áo trắng. Lâm Oanh có một pha tranh chấp trên lưới rất tốt để giúp cho binh chủng Thông Tin Trường Tư Bình Phước giành lại quyền phát bóng. Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng. Bây giờ là cầu phát bóng của Đoàn Thị Lâm Oanh. Pha đánh hai chuyền rất khôn ngoan của Nguyễn Thị Thủy. Mười sáu mười lăm, pha phối hợp đánh lao len chưa có điểm cho Thông Tin. Đường chuyền cho Chuba, tấn công tốt ở vị trí số 2, khoảng cách được nới rộng cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Sau khi mất điểm vừa rồi thì ban huấn luyện của Thông Tin đã phải sử dụng tới quyền hội ý. Trong mỗi trận đấu, mỗi đội sẽ có được 2 lượt time out, mỗi lượt kéo dài 30 giây. Ở giai đoạn 1, sau 5 trận thi đấu, Thông Tin thắng 4 và thua 1, giành được 12 điểm. Họ có 14 xét thắng và nhận 6 xét thua, đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Nhưng như chúng tôi đã nói, sau chiến thắng của LP Bank Ninh Bình trước các cô gái Quảng Ninh thì lúc này LP Bank Ninh Bình cũng đã vượt lên để xếp trên Thông Tin.
Trong khi đó thì Hóa chất Đức Giang Lào Cai kết thúc giai đoạn 1 ở vị trí thứ 5. Nguyễn Anh, bóng chạm chắn và đi ra ngoài. Sau khi hội ý thì bên chủ thông tin Trường Tư Bình Phước đã cắt được điểm của đối thủ. Pha phối hợp chắn đôi của Lý Thị Luyến và Trung Ba. Ngay sau đó thì các cô gái thông tin có thêm một điểm nữa nhờ pha phối hợp chắn bóng tốt. Tình huống chắn đôi với sự góp mặt của Cú Lan. Đây là những thành viên dự bị của thông tin. Trong đó chúng ta dễ dàng nhận ra Việt Hương, Linh Chi, Phương Thùy. Sau khi mất lợi thế dẫn điểm thì Hóa chất Đức Giang Lào Cai cũng đã sử dụng tới quyền time out của mình. Cầu phát bóng trở lại với Nguyệt Anh. Những pha xử lý bước một lỗi khiến cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai rơi vào thế bị động. Cú Lan bỏ nhỏ. Tình huống chạm bóng rất tinh tế của ngoại binh người Azerbaijan. Lần gần đây nhất Cú Lan đầu quân cho một đội bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ, đó là Limaspor Kulübü. Cô cũng chơi cho nhiều đội bóng khác nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ và cũng từng thi đấu cho Torreya Arrow ở Nhật Bản. Liên tiếp là những tình huống xử lý bước một không tốt của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Đây là thời điểm rất nhạy cảm của trận đấu mở màn. Đội bóng của huấn luyện viên Phạm Văn Long đã để mất 4 điểm liên tiếp từ thế dẫn 17-15. Giờ thì họ đang bị đối thủ dẫn 19-17. Chúng ba pha tấn công cực kỳ mạnh mẽ ở biên 4. Đó là giá trị của các ngoại binh. Lực đập của Chumba là cực kỳ ấn tượng. Saron Chep Chumba, vận động viên mùa giải gần đây thi đấu cho Kenya Commercial Bank, một câu lạc bộ ở giải đấu quốc nội của cô. Vận động viên này cũng từng có quãng thời gian thi đấu ở Hy Lạp đánh cho PLK. Chúng ba bỏ nhỏ. Pha xử lý rất tốt với tình huống thả bóng vào lỗ đồng xu. Chúng ta cùng xem lại pha chạm bóng tinh tế của Chúng ba. Tình huống xử lý khiến cho libero Lưu Thị Lily dù rất nỗ lực nhưng cũng không cứu được đường bóng vừa rồi. 19 đều. Và tấn công rất uy lực của Kiều Trinh. Sau pha bóng này thì Kiều Trinh đã va chạm với Lâm Oanh. Một đường bóng mà vị trí chuyền bóng của Lâm Oanh và vị trí đập bóng của Kiều Trinh là rất gần nhau. Lâm Oanh đang bị đau sau tình huống vừa rồi. Tình huống vào đà và tấn công rất mạnh của Lâm Oanh. Xin lỗi quý vị, của Kiều Trinh. Nhưng theo dõi lại pha quay chậm thì có lẽ Lâm Oanh cũng không dính một tình huống hạ cánh quá đau. Tỷ số lại được cân bằng. Mọi thứ thực sự khó lường cho trận đấu mở màn này. Rất khó để có thể dự đoán đội nào sẽ thắng trong trận 1 khi hai đội vẫn đang chơi ăn miếng trả miếng. Một lần nữa thì khiếu nại lại được đưa ra.
Hai đội đang kéo nhau tới những điểm số cuối của set 1, nhưng tỷ số vẫn đang là cân bằng. Kết thúc giai đoạn 1, các đội bóng với thông tin Long An, Ninh Bình và Thanh Hóa là những đội góp mặt trong top 4. Nếu giữ được những vị trí trong top 4, các đội bóng này sẽ góp mặt ở vòng chung kết và tranh tấm vé góp mặt ở trận chung kết khi chia thành hai cặp bán kết. Đội nhất bảng sẽ chạm trán với đội đứng ở vị trí thứ 4. Trong khi đó thì đội nhì bảng sau khi đấu vòng tròn một lượt sẽ đối đầu với đội đứng ở vị trí thứ 3 ở cặp bán kết còn lại. Và đương nhiên hai đội thắng ở hai cặp bán kết sẽ tiến bước vào chung kết. Với thể thức thi đấu mới tại giải vô địch quốc gia năm nay thì các huấn luyện viên đều đánh giá rằng mỗi trận đấu đều là một trận chung kết sớm. Điều đó đòi hỏi các vận động viên phải tập trung cho từng trận một. Dù đang có lợi thế khi góp mặt trong top 4, nhưng thông tin cũng rất muốn củng cố vị trí của mình để có thể tránh đối thủ mạnh ở vòng bán kết nếu như họ lọt được vào tới vòng đấu loại trực tiếp. Được chuyền cho Cú Lan. Lý Thị Luyến đã phòng thủ được. Hồng Át bỏ nhỏ. Và phòng thủ trên lưới rất hay của Việt Hương và Kiều Trinh. Đổi vào điểm cho thông tin 21 đều. Số 19 là số 6 Bích Huệ và số 11 là số 13 Linh Chi vào. Chuyền hai Linh Chi được tung vào sân. Linh Chi đã từng là chuyền hai cực kỳ nổi bật trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Tất nhiên là sau khi lập gia đình thì Linh Chi cũng không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ nữa, nhưng cũng luôn là một sự lựa chọn rất tốt để có thể thay thế Lâm Oanh ở vị trí chuyền hai trong đội hình của thông tin. Trọng tài xác định đã có lỗi dính lưới của bên chủ thông tin Trường Tươi Bình Phước. 22-21, lợi thế về điểm số thuộc về các cô gái Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Cú Lan. Pha chớp thời cơ chưa thành công, nhưng cuối cùng cũng đã có điểm cho binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Pha phòng thủ hơi lúng túng của các cô gái Hóa chất Đức Giang Lào Cai sau tình huống chạm bóng của Ngô Thị Bích Huệ. Ngô Thị Bích Huệ là vận động viên được điền tên thay cho Mỹ Hằng ở giải đấu lần này. Bích Huệ sinh năm 2006, vừa thi đấu ở vòng chung kết giải hạng A. Pha xử lý không tốt là của Hồng Ngát. Nét mặt rất bàng hoàng của ông bầu Đào Hữu Huyền sau khi đội bóng của ông đang đánh mất lợi thế ở những điểm số cuối. Và huấn luyện viên Phạm Văn Long đã phải sử dụng nốt quyền timeout của mình trong trận đấu này. Chính xác là trong set đấu này, set đấu thứ nhất. Cú Lan phát bóng. Tình huống phát bóng ngoài của ngoại binh người Azerbaijan. Mặc dù đều là những vận động viên dày dặn kinh nghiệm, nhưng chúng ta thấy các ngoại binh cũng có nhiều thời điểm gặp vấn đề về mặt tâm lý. Đó là yếu tố không thể tránh khỏi đối với các vận động viên. Trong trận đấu của Quảng Ninh thì ngoại binh của đội bóng đất mỏ là Yalis Basa cũng đã bị tâm lý ở những điểm số cuối, khiến cho Quảng Ninh không tận dụng được cơ hội ở set 5 và thua chung cuộc với tỷ số 2-3 sau khi hai lần dẫn trước đương kim vô địch MP Bank Ninh Bình.
Bây giờ thì ở trận đấu này, Hóa chất Đức Giang Lào Cai đang là đội vượt lên và có được set point trước. Pha chớp thời cơ rất nhanh của Tú Linh. Đây sẽ là lượt hội ý cuối cùng trong set 1. Cả thông tin và Hóa chất Đức Giang Lào Cai cho tới thời điểm này đều đã sử dụng cả hai lượt time out của mình. Một set đấu căng thẳng khó khăn với cả hai đội. Ông bầu của Hóa chất Đức Giang Lào Cai là một người cực kỳ tâm huyết với bóng chuyền Việt Nam. Và ông vẫn đang hy vọng đội bóng của mình có thể đăng quang ở sân chơi cao nhất của bóng chuyền quốc nội sau 4 năm liên tiếp đứng ở vị trí Á quân. Nguyễn Anh, pha tấn công tốt của đội trưởng bên phía thông tin. Đội bóng áo đỏ đã cứu được set point 24-24. Sự kịch tính vẫn chưa dừng lại cho tới khi có đội bóng đã có được set point. Mọi thứ vẫn đang ở phía trước. Bây giờ là tình huống phát bóng của Việt Hương. Cơ hội tấn công dành cho thông tin. Được chuyển ra biên 4, Nguyễn Anh. Hàng sau bỏ nhỏ. Đó là tình huống tấn công của Bích Huệ. Một loạt rally. Cú đánh vừa rồi là của Tú Linh. Các vận động viên thông tin cho rằng Tú Linh tấn công bóng chưa qua lưới. Thêm một loạt bóng bền nữa. Cơ hội cho Nguyễn Anh. Thanh Liên phòng thủ tốt. Đây là Tú Linh. Tú Linh tấn công hay ở vị trí số 4. Mặc dù tình huống tấn công vừa rồi cũng là một cú đập hơi ngửa của Tú Linh. Lần thứ hai trong set đấu này, Hóa chất Đức Giang Lào Cai có được set point. Nỗ lực phòng thủ không thành công của Việt Hương. Bích Thủy phát bóng. Đường truyền của Linh Chi tấn công. Cú đánh đưa bóng ra ngoài sân của đội trưởng Nguyệt Anh. Và set đấu thứ nhất đã khép lại với chiến thắng 26-24 dành cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Một set đấu cực hay, cực kỳ căng thẳng. Và cuối cùng thì đội bóng ông bầu Đào Hữu Huyền là những người vượt lên dẫn trước. Nét mặt rất rạng rỡ của vợ chồng bầu Huyền khi đội bóng của ông đã có một khởi đầu thuận lợi trong trận đấu này. Chiếc đội đã kết thúc giai đoạn 1 ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Các cô gái thông tin dường như đã mất tập trung sau tình huống tấn công của Tú Linh. Và họ mất 2 điểm liên tiếp sau pha bóng đó. 21 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 2024. Toàn bộ những diễn biến của giải vô địch quốc gia quý vị đều có thể theo dõi trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Ở giai đoạn 1, Hóa chất Đức Giang Lào Cai mới đánh 4 trận. Họ thắng 2 và thua 2, giành được 6 điểm. Có 9 check set thắng và cũng thua 9 set. Ở set 2 này, các cô gái Hóa chất Đức Giang Lào Cai là những người thi đấu bên phần sân A, phần sân bên tay trái màn hình của chúng ta. Và tấn công từ bóng ra ngoài sân của Trung Ba. Hóa chất Đức Giang Lào Cai mở màn giải vô địch quốc gia năm nay bằng chiến thắng 3-1 trước Gele Simcoe Thái Bình. Sau đó họ thua 2-3 trước Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa và thắng 3-2 trước Quảng Ninh. Ở trận đấu cuối cùng tại giai đoạn 1 của đội bóng này, họ thua 1-3 trước VTV Bình Điền Long An. Với các cô gái thông tin, để trận đầu tiên họ thắng Hà Nội với tỷ số 3-1. Sau đó vượt qua Vietinbank với tỷ số 3-0. Để trận thứ 3 thì thông tin cũng có thắng lợi dễ dàng trước đội bóng cựu vương là Gale Simco Thái Bình. Họ vượt qua đối thủ sau 3 set đấu. Tới trận đấu thứ 4, thông tin thực sự gặp khó khi chạm mặt với Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa và chỉ thắng đối thủ sau 5 set.
Còn lượt trận cuối cùng thì thông tin nhận thất bại đầu tiên của họ trong giải vô địch quốc gia năm nay bằng trận thua 2-3 trước Quảng Ninh. Đó là những diễn biến đã qua ở giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia, và ngày hôm nay là những diễn biến đầu tiên trong giai đoạn 2. Thông tin vừa có điểm sau một pha tấn công biên của Kulan. Tỷ số bây giờ đang là 3-1. Hướng phát bóng lỗi của Kiều Trinh. Và xử lý hay của Phạm Thị Hiền. Tình huống đánh bay sau rất đẹp mắt của Phạm Hiền. Cú đánh có phần hơi với nhưng hiệu quả vẫn cao khi giúp cho thông tin có thêm một điểm nữa. Và phát bóng ăn điểm trực tiếp của Kulan. Điểm ace dành cho ngoại binh của thông tin. Sau khi thắng set 1, các học trò của huấn luyện viên Phạm Văn Long đang khởi đầu có phần chệch choạc trong set đấu thứ 2 này. Chúng ba được tấn công rất mạnh ở vị trí số 2. Trọng tài xác định điểm dành cho Hóa chất Đức Giang. Ngát cũng đã ra dấu để cho ban huấn luyện của mình không cần phải khiếu nại nữa. Đường bóng thì đi ra ngoài nhưng bóng cũng đã sượt qua tay chắn của các cô gái thông tin. Tỷ số bây giờ là 3-5. Kulan hướng phối hợp chưa đúng nhịp. Tấn công hàng sau Tú Linh. Và phòng thủ tốt vừa rồi là của Kiều Trinh. Kulan hàng chắn rất hay của Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã giúp cho họ phong tỏa được mũi công lợi hại bên phía thông tin ở tình huống vừa rồi. Và tấn công là của Bích Thủy. Nguyễn Anh rất hay. Một lần nữa thì Nguyễn Thị Thủy lại để lại dấu ấn của mình với một pha tấn công ghi điểm. Trong một, Nguyễn Thủy cũng đã có một tình huống đánh hai truyền ghi điểm tương tự như thế này. Tỷ số bây giờ là 4-5. Nhiều vị trí của Hóa chất Đức Giang Lào Cai ngày hôm nay đang chơi hay. Trong đó ba cái tên mà chúng ta cần phải kể đến, nếu không tính tới ngoại binh, thì đó là truyền hai Nguyễn Thị Thủy, là chủ công Tú Linh, và cái tên còn lại chính là phụ công Bích Thủy. Đường truyền sau đầu và tấn công tốt của sóc nhỏ Phạm Thị Hiền. Phạm Thị Hiền là phụ công không có chiều cao nổi bật, cô chỉ cao có hơn 1m70 thôi. Thế nhưng là một vận động viên có sức bật rất tốt. Chiều cao chính xác của Phạm Hiền là 1m72 và thông số sức bật đà của cô được đăng ký ở chỉ số 2m90, bật chắn 2m85. Nguyệt Anh và tấn công tốt ở biên 4 của đội trưởng bên phía thông tin. Bóng đã lọt chắn sau tình huống giáp chắn chưa thực sự kín kẽ của Nguyễn Thủy và Bích Thủy. Đổi vào điểm dành cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Đánh chéo sân vừa rồi là của Hồng Ngát. Kulan trọng tài xác định điểm dành cho thông tin. Đã có lỗi lưới của Tú Linh ở tình huống vừa rồi. Đúng là lưới đã rung lên. Trọng tài số 2 đã bắt lỗi.
Lỗi xử lý bước 1 của Hồng Ngát. Bước 1 vẫn đang là vấn đề muôn thuở với bóng chuyền Việt Nam. Nhưng hy vọng là với sự góp mặt của các ngoại binh và qua từng mùa giải, trình độ chuyên môn các vận động viên của chúng ta sẽ ngày càng được cải thiện. Sau khi mất điểm vừa rồi thì ban huấn luyện của Bảo Chất Đức Giang Lào Cai đã phải gọi hội ý. Pha tấn công tốt ở vị trí số 4 của Tú Linh. Tú Linh đang có hiệu suất ghi điểm ấn tượng ở trận đấu này. Nỗ lực phòng thủ không thành công là của Đàm Thị Thùy Linh. Cơ hội tấn công cho Thông Tin. Bóng áo lính vẫn cứu được bóng. Tú Linh bỏ nhỏ. Pha xử lý rất hay của Tú Linh. Kết hợp những tình huống đập bóng mạnh cắm xa. Xen kẽ với đó là những pha chạm bóng tinh tế như vừa rồi. Tú Linh đang chứng minh mình là một trong những chủ công có thể nói là toàn diện nhất bóng chuyền Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Phòng thủ hay, tấn công cũng hiệu quả. Tỷ số bây giờ là 7-9. Giang Lào Cai đã có một điểm block nữa. Bên phía Thông Tin họ có sự thay đổi người. Nguyễn Thị Phương vào sân. Công ở giữa lưới là của Kiều Trinh. Một tình huống phối hợp hay giữa Kiều Trinh và Lâm Oanh. Tú Linh chắn bóng tốt. Pha chắn đơn của Kiều Trinh. Cơ hội cho Thông Tin. Đường chuyền cho Kulan. Bóng vẫn trong cuộc. Thanh Liên phòng thủ hay. Hàng sau. Cú đập bóng rất mạnh của chủ công áo số 17 là Nguyễn Thị Phương. Nhưng đáng tiếc vừa rồi lại là một đường bóng ngoài. Chúng ta có thể thấy sự trở lại của libero Lê Thị Thanh Liên như chúng tôi đã nói ở thời điểm đầu trận là một sự bổ sung rất đáng kể với Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Họ đã có giai đoạn thực sự là chơi chệch choạc ở vị trí này và cũng đã phải mượn libero Lê Thị Yến của Quảng Ninh. Nhưng ngay sau khi trở lại thì Thanh Liên đã cho thấy giá trị của mình với những tình huống phòng thủ rất ấn tượng, giúp cho đội hình của Hóa Chất Đức Giang Lào Cai có thể nói là cân bằng hơn. Trọng tài bắt lỗi của Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Đó là lỗi hai chạm.
đưa bóng cho Chumba. Tiếp tục là cơ hội dành cho đội bóng áo trắng. Lại là Chumba. Bóng rơi trong sân. Điểm bóng rơi cuối sân khiến cho các cô gái thông tin nghĩ rằng đó là một đường bóng ngoài. Trận đấu giữa Hóa Chất Đức Giang Lào Cai và Minh Chủ Thông tin Trường Tiêu Bình Phước đang diễn ra thực sự là rất hấp dẫn. Và từ nay cho tới khi kết thúc giải vô địch quốc gia, chúng ta sẽ vẫn còn rất nhiều những cặp đấu hấp dẫn khác. Và nếu không có điều kiện để trực tiếp tới nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai, quý vị có thể theo dõi toàn bộ những diễn biến của giải vô địch quốc gia bóng chuyền Việt Nam. Các trận đấu được tường thuật trực tiếp và trọn vẹn trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Kiều Trinh, bóng có chạm trán hay không? Như vậy trọng tài xác định điểm dành cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. 11-12, thông tin đang liên tục mất điểm. Cầu phát bóng của Tú Linh. Pha phát bóng ngắn khá khó chịu của Tú Linh. Nỗ lực rất đáng khen ngợi của Thanh Liên. Bỏ nhỏ. Đây sẽ là tình huống tấn công của Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Chumba. Lâm Anh phòng thủ hay. Hồng Ác làm gì? Lily cũng không chịu kém cạnh. Và tấn công của Lý Thị Luyến, bóng đã chạm chắn. Phải chia sẻ với quý khán giả rằng bầu không khí tại nhà thi đấu tỉnh Lào Cai thực sự là đang cực kỳ sôi sục. Đó cũng là lý do mà những âm thanh, tiếng nền trên sân của chúng ta cũng không đẩy được lên cao quá, bởi sẽ có thể dẫn tới tình trạng âm thanh bị vỡ tiếng do những tiếng động mà các cổ động viên tạo ra từ các khán đài. Rất nhiều loạt bóng bền đã xuất hiện trong cặp đấu này. Đường bóng rất hay, đầy công hiến của cả hai đội. Ngày hôm nay thì cả Hóa Chất Đức Giang Lào Cai và Minh Chủ Thông tin Trường Tươi Bình Phước ở nhiều tình huống đều cho thấy khả năng phòng ngự cực kỳ kiên cường của mình dù phải đối mặt với những tình huống khó. Vẫn đang là cầu phát bóng của Tú Linh. Đưa bóng cho Cú Lan. Và đập bóng không tốt của ngoại binh mang áo số 77. Cú Lan đang chưa phát huy được nhiều giá trị trong trận này. Một phần cũng bởi Lâm Oanh cũng không thực hiện quá nhiều đường truyền cho tay đập người Azerbaijan. Kiều Trinh. Và đập bóng với lực tốt của Kiều Trinh nhưng chưa có điểm cho thông tin. Và ngay sau đó là lời đáp trả của Trung Ba. Cú đập cắm sàn. Một cú boom spy của ngoại binh người Kenya. Bầu Huyền đang rất vui với những diễn biến này. Đội bóng của ông từ việc nhập cuộc chệch choạc ở thời điểm đầu set 2, giờ lại là đội vượt lên dẫn trước. Pha bỏ nhỏ của Kiều Trinh. Bóng rơi trong sân. Tình huống xử lý với độ chính xác cao của đối chuyền người Quảng Bình. Kiều Trinh đã từng là một trong những đối chuyền có thể nói là có kỹ năng toàn diện nhất của bóng chuyền Việt Nam trong những năm gần đây. Nhưng đúng là sau chấn thương thì Kiều Trinh đang không có được phong độ tốt nhất của mình. Một cú đập bóng hiếm thấy của Lý Thị Luyến trong trận này. Trước đó chúng ta thường thấy những tình huống ghi điểm ấn tượng của phụ công còn lại, đó là Bích Thủy. Giờ thì Lý Luyến cũng đã lên tiếng. Lý Thị Luyến là vận động viên có chiều cao tốt nhất bên phía Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Chiều cao của cô được đăng ký với thông số là 1m90. Nhưng có vẻ như con số này vẫn chưa thực sự chính xác. Cú Lan. Điểm dành cho thông tin 14-15. Here comes the
Đường chuyền sau đầu bỏ nhỏ. Pha chạm bóng là của Phạm Thị Hiền. Phạm Hiền vẫn đang có hiệu suất ăn điểm rất cao. Gần như bóng tới tay của phụ công mặc áo số 12 là khả năng có điểm của thông tin sẽ được đảm bảo. Phát bóng rút lưới. Lỗi phát bóng là của Kulan. Đây không phải là lần đầu tiên ngoại binh này phát bóng lỗi ở trận đấu ngày hôm nay. Ở thời điểm cuối set 1, cô cũng đã có tình huống phát bóng ra ngoài. Ngay sau đó thì Chumba cũng đáp lại tình cảm của Kulan bằng một tình huống đưa bóng ra ngoài sân. Pha tấn công tốt của Bích Thủy. Bích Thủy và Phạm Hiền là hai cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong những diễn biến vừa qua. Hai phụ công này đều đang chơi rất tốt trong trận đấu ngày hôm nay với hiệu suất ăn điểm cao. Đường chuyền sau đầu, Kulan. Pha tấn công tốt của ngoại binh Azerbaijan nhưng không ngát phòng thủ được. Đưa bóng ra biên. Một cú đập rất chất lượng ở vị trí số 4. Đó là tình huống kết thúc của Nguyễn Thị Phương. Rất hay Bích Thủy. Pha đánh lao điều chỉnh tuyệt vời của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Với phong độ này thì ngày trở về đội tuyển quốc gia của Bích Thủy không còn xa nữa. Nguyễn Thị Phương. Hai pha tấn công liên tiếp của chủ công mang áo số 17. Hàng sau Hồng Ngát chắn bóng tốt. Nỗ lực chắn bóng thành công của các cô gái thông tin với tình huống góp mặt của Nguyễn Như Quỳnh. Trong đội hình của huấn luyện viên Phạm Văn Long trên sân lúc này thì vận động viên có thể coi là mắt xích yếu nhất lại đang chính là người đội trưởng của họ. Hồng Ngát đang không có được phong độ tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Trên băng ghế dự bị thì huấn luyện viên Phạm Văn Long vẫn còn chủ công Hoàng Hồng Hạnh, nhưng ông chưa sử dụng tới trong trận đấu này. Đang có vấn đề gì đó trên sân, các trọng tài đang trao đổi với nhau. Trọng tài số 1 ở trận đấu này là ông Nguyễn Ngọc Ánh và trọng tài thứ 2 là ông Phạm Thái Hoa. Ngày hôm nay thì hai đội cũng có nhiều đường bóng rất nhanh. Và các trọng tài trong một số tình huống cũng chưa có được những nhận định chính xác một cách tuyệt đối. Nhiều lần các đội sử dụng quyền challenge, họ đều đã thành công. Và đó chính là vai trò của công nghệ Video Challenge Eyes. Một công nghệ không thể thiếu trong môn bóng chuyền.
với những diễn biến nhanh liên tục. Và bằng mắt thường thì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể quan sát chính xác tuyệt đối được. Vai trò của công nghệ là vô cùng cần thiết. Và kể từ năm 2022 thì giải vô địch quốc gia của chúng ta đã sử dụng công nghệ này. Nguyễn Thị Phương phát bóng. Tú Linh. Cú đánh chéo gắt cực hay của Tú Linh. Tú Linh giúp cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai một lần nữa vượt lên dẫn điểm. Tình huống quy truyền của Lâm Oanh. Dù trong pha bóng vừa rồi là một đường bóng khá sát lưới nhưng Kiều Trinh vẫn xử lý được. Không thể trách Lâm Oanh được, vừa rồi là một pha chuyền bóng rất khó. Nhưng người đồng đội của cô cũng đã kịp sửa sai để giúp cho Thông Tin có điểm thứ 19. Pha xử lý của Lý Thị Luyến. Đây là Cú Lan. Tú Linh chắn bóng tốt. Thêm một cú đánh hai chuyền rất bất ngờ của Nguyễn Thị Thủy. Nhưng lần này thì Lâm Oanh đã kịp cứu bóng cho Thông Tin. Pha bỏ nhỏ của Tú Linh. Tú Linh đang có những tình huống ghi điểm quá ấn tượng ở trận này. Linh là vận động viên có lực tay không phải là quá tốt. Thế nhưng Linh luôn chơi bóng rất thông minh và đang giữ được hiệu suất ghi điểm rất cao. Chùm ba. Liên tiếp là hai tình huống bỏ nhỏ vị trí số 2 của các cô gái Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Tú Linh và Chùm ba, cặp đôi tấn công của đội bóng áo trắng, đã thay nhau ghi điểm để nâng tỷ số lên 21-19. Đập mạnh của Kiều Trinh nhưng hàng chắn của Hóa Chất Đức Giang Lào Cai đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Điểm dành cho Thông Tin. Một pha xử lý lỗi từ hàng sau của đội bóng áo trắng. Bây giờ sẽ là cầu phát bóng của Kiều Trinh. Chùm ba. Điểm block cho các cô gái Thông Tin. Tình huống chắn đôi giữa một cô gái chỉ cao 1m72 và một vận động viên cao 1m98. Nhưng họ đã tạo thành một cặp đôi hoàn hảo để ngăn chặn tình huống tấn công này của Trung Ba. Trận đấu lại trở về thế cân bằng.
Leo trên lưới và rơi ngoài sân. Điểm dành cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Chuyền không thành công của Lâm Oanh và thông tin bị bắt lỗi 4 chuyền. 23-21. Cơ hội tốt để cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai có thể giành chiến thắng ở xét đấu này. Người đã ghi điểm cho thông tin là Cú Lan. Ngoại binh của thông tin cần phải thể hiện nhiều hơn trong trận đấu này khi đội bóng của viên Phạm Minh Dũng đang gặp khó. Chúng ta chưa thấy hết giá trị của Cú Lan trong trận đấu ngày hôm nay, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại. Chú Ba, một cú đập bóng rất mạnh. Và bây giờ thì Hóa chất Đức Giang Lào Cai lại có set point. Trong cả hai set đấu họ luôn là đội có được set point trước. Chắn bóng tốt và set đấu thứ hai cũng thuộc về Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tỷ số là 25-22. Đội bóng của Bầu Huyền đang chơi rất ấn tượng trong trận này, thắng thông tin cả hai set đầu. Ngày hôm nay thì nhiều vị trí của Hóa chất Đức Giang Lào Cai đều đang chơi hay. Và chuyền hai Nguyễn Thị Thủy là một trong những mảnh ghép quan trọng. Kỹ năng chuyền bóng của chuyền hai này đã được cải thiện đáng kể so với những giải đấu gần đây mà chúng ta chứng kiến cô thi đấu. Và đó cũng là lý do mà kể từ đầu trận đấu cho tới giờ thì huấn viên Phạm Văn Long vẫn chưa phải nghĩ tới Tichaya Bullet. 26-24 và 25-22 là tỷ số của hai trận đấu đầu tiên. 2-0 nghiêng về phía Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Trận đấu này thì thông tin là đội phát bóng trước. Họ thi đấu bên phần sân A, phần sân bên tay trái màn hình của chúng ta. Thông tin đã thua ở cả hai trận đầu. Và họ cần phải quyết tâm thật cao ở trận đấu thứ ba này. Điểm được mở cho thông tin với một tình huống chắn bóng tốt. Và phối hợp chắn bóng giữa Kiều Trinh và Như Quỳnh. Sau khi đã đánh 5 trận ở giai đoạn 1 thì ở giai đoạn 2 này bên chủ thông tin Trường Tư Bình Phước sẽ chỉ còn 3 trận đấu. Còn với các cô gái Hóa chất Đức Giang Lào Cai, họ sẽ có 4 cơ hội để cải thiện vị trí của mình. Năm nay chúng ta có sự góp mặt của 9 đội bóng nữ. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chia thành 2 giai đoạn. 4 đội dẫn đầu sẽ góp mặt ở vòng bán kết. Trong khi đó, 4 đội cuối bảng sẽ đánh vòng tròn để tìm ra 2 đội phải xuống chơi ở sân chơi hạng A. Với Hóa chất Đức Giang Lào Cai, ở 4 trận đấu còn lại của họ tại giai đoạn 2 này, sau cặp đấu với thông tin thì đội bóng của huấn luyện viên Phạm Văn Long sẽ còn đối đầu với LP Bank Ninh Bình
Hà Nội và Vietinbank. Và tấn công tốt của Kulan. Điểm thứ hai cho Thông Tin. Tỷ số được san bằng 2-2. Trong khi đó với Binh chủng Thông Tin Trường Tư Bình Phước, sau trận đấu này, ngày mai họ sẽ bước vào trận đấu có thể coi là derby của bóng chuyền nữ Việt Nam khi chạm trán với VTV Bình Điền Long An. Trận đấu cũng sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ, một khung giờ rất lý tưởng cho những người yêu mến bóng chuyền. Và lượt trận cuối cùng của Binh chủng Thông Tin Trường Tư Bình Phước sẽ là cuộc so tài với LP Bank Ninh Bình. Có thể thấy là lịch thi đấu giai đoạn 2 của Thông Tin là rất nặng. Họ đều phải chạm trán với những đối thủ trực tiếp của mình. Điểm dành cho Thông Tin. Tỷ số được nâng lên 4-2. Sau ngày thi đấu đầu tiên là ngày hôm nay với chỉ 2 trận đấu, vì chúng ta còn có cả những diễn biến của lễ khai mạc, thì bắt đầu từ ngày mai sẽ có 3 lượt trận được diễn ra vào các khung giờ 14 giờ, 17 giờ và 20 giờ. Quý vị hãy lưu ý các khung giờ này để tiện theo dõi những diễn biến của giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia. Mở màn ngày mai sẽ là cặp đấu giữa Hà Nội gặp xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Sau đó vào khung 17 giờ, Vietinbank sẽ chạm trán Gelesimco Thái Bình. Và vào lúc 20 giờ là cuộc so tài cực kỳ đáng chú ý giữa VTV Bình Điền Long An với sự trở lại của vận động viên huyền thoại Ngọc Hoa. Long An ngày mai sẽ đối mặt với Binh chủng Thông Tin Trường Tư Bình Phước trong trận đấu diễn ra vào lúc 20 giờ. Những trận đấu còn lại của vòng bảng sẽ đánh một mạch từ ngày hôm nay, ngày 7 tháng 11, cho tới tận hết ngày thứ 3, ngày 12 tháng 11. Các đội sẽ có một ngày nghỉ vào ngày thứ 4, 13 tháng 11 để chuẩn bị cho những lượt trận còn lại của vòng chung kết. Pha tấn công ở biên 4 của Nguyễn Anh. Điểm dành cho Thông Tin 5-2. Đường chuyền sau đầu, Chumba. Tình huống tấn công cực tốt của ngoại binh người Kenya. Không có cơ hội nào cho những vận động viên phòng thủ hàng sau của Thông Tin. Đường bóng đi quá nhanh và đúng vào khoảng trống bên phần sân của Thông Tin. Và phối hợp đánh chiến thuật có điểm cho Thông Tin. Tỷ số bây giờ là 6-3. Tình huống kết thúc vừa rồi là của Kiều Trinh. Lệ thêm một cú đập bóng cắm sàn nữa của Bích Thủy. Hai trong số những vận động viên chơi ấn tượng nhất bên phía Hóa chất Đức Giang Lào Cai sau khi họ thay đổi vị trí huấn luyện viên trưởng, đó chính là Nguyễn Thủy và Trần Thị Bích Thủy. Chúng ta đang thấy sự lột xác đáng kể của truyền hai và phụ công trong đội hình của Hóa chất Đức Giang Lào Cai sau khi huấn luyện viên Phạm Văn Long tới và dẫn dắt đội bóng này. Và xử lý bóng không thành công của Thông Tin. Khi mà chuyền hai Nguyễn Thị Thủy lên tay thì cũng là lúc mà Hóa chất Đức Giang Lào Cai có thêm những sự lựa chọn khác về mặt chiến thuật. Họ sẽ không còn phải phụ thuộc quá nhiều vào Tichaya, chuyền hai người Thái Lan nữa. Trong mùa giải, Polina Rahimova, ngoại binh đã giúp cho Thái Bình lên ngôi vô địch, nhưng sau đó không thể đưa Hóa chất Đức Giang Lào Cai lên đỉnh vinh quang, cũng bởi huấn luyện viên Vanachot khi đó quá loay hoay với việc sử dụng Tichaya hay là Polina.
Nhưng nếu như trong trường hợp nội binh của Hóa chất Đức Giang Lào Cai có thể chơi tốt ở vị trí chuyền hai thì suất ngoại binh còn lại đương nhiên sẽ thuộc về một cầu công. Lúc này thì phương án đó đang vận hành tốt và Hóa chất Đức Giang Lào Cai đang có một thế trận khởi sắc trước thông tin điểm ace dành cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Số được san bằng 7 đều. Hàng thủ của thông tin đã thi đấu thiếu tập trung trong những bóng vừa rồi. Pha đập bóng rất mạnh của Nguyệt Anh nhưng Thanh Liên thủ quá hay. Cơ hội tấn công cho thông tin. Được chuyền cho hàng sau. Cú gõ bóng tốt của Kiều Trinh. Kiều Trinh cũng đang dần lấy lại phong độ của mình. Mùa giải mà Kiều Trinh thi đấu ấn tượng nhất chính là mùa bóng mà SportsCenter One đã lên ngôi vô địch ở ABC Club. Thế đấu diễn ra ngay trên sân nhà của chúng ta. Mùa giải đó thì Kiều Trinh và Thanh Thúy là hai nhân tố chủ chốt giúp cho SportsCenter One thực chất là đội tuyển Việt Nam vượt qua rất nhiều những đối thủ mạnh để lên ngôi vô địch. Và tấn công hay ở vị trí số 2 với cú đánh bay sau của Phạm Hiền. Không chỉ có được danh hiệu vô địch ở ABC Club mà năm đó bóng chuyền Việt Nam cũng liên tục đạt những cột mốc mới trong lịch sử bóng chuyền nước nhà với những thứ hạng cao ở giải đấu tầm châu lục cũng như là sân chơi thế giới thì chúng ta cũng đã góp mặt tại FIVB Challenger. Ở thời điểm hiện tại thì thật đáng tiếc khi cả Thanh Thúy và Kiều Trinh đều đã không có được thể trạng cũng như phong độ tốt nhất của mình. Thanh Thúy vẫn đang gặp nhiều khó khăn ở Thổ Nhĩ Kỳ, còn Kiều Trinh thì đang nỗ lực trở lại ở sân chơi quốc nội. Nhưng năm nay thì bóng chuyền nữ Việt Nam lại có sự lên ngôi của Bích Tuyền. Đó là một tín hiệu đáng mừng bởi chúng ta có được nhiều vận động viên tài năng. Và điều quan trọng là làm thế nào giúp cho họ ngày càng nâng cao được trình độ chuyên môn của mình hơn nữa. Trở lại với những diễn biến trong cặp đấu giữa Thông Tin và Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Set 3 này cũng là một set đấu cân bằng. Tỷ số đang là 9 đều. Trọng tài xác định được bóng ngoài sân sau cú đánh của Cú Lan. Có những sự thất vọng nhất định với các cổ động viên của Thông Tin khi chứng kiến màn trình diễn của Cú Lan ngày hôm nay. Chưa có thực sự là những đóng góp đáng kể trong đấu chơi của Thông Tin. Khi đội bóng gặp khó thì chúng ta cần những ngôi sao cần phải lên tiếng. Trong giai đoạn 1, Thông Tin đã sử dụng hai ngoại binh là những vận động viên tới từ Thái Lan. Đó thì Thông Tin có sự góp mặt của một trong những huyền thoại bóng chuyền nữ Thái Lan. Đó là Bluechit, người chơi ở vị trí phụ công. Bluechit mặc dù ở tuổi ngoài 40 nhưng vẫn thi đấu cực kỳ nổi bật ở trên sân. Cú Lan, vận động viên sinh năm 1987 này. Ngày hôm nay chúng ta thấy sự tấn công của vận động viên người Azerbaijan ở thời điểm này là khá hạn chế. Bóng chéo sân vừa rồi của Cú Lan là một đường bóng ngoài. Và mắt thường chúng ta cũng có thể quan sát được sau tình huống quay chậm vừa rồi. Khiếu nại không thành công. Cố gắng em ơi! Cú Lan. Lần này thì Cú Lan đã ghi điểm cho Thông Tin. Việc các ngoại
ngoại binh tới Việt Nam bằng những bàn thắng đấu ngắn hạn cũng là một trong những thách thức. Họ không có nhiều thời gian để hòa nhập với lối chơi chung của toàn đội. Ai có khả năng thích nghi tốt hơn thì sẽ là người thể hiện được vai trò của mình nhiều hơn. Và tấn công tốt của Tú Linh, không qua lưới vừa rồi là của chuyền hai Nguyễn Thị Thủy. 11-12. Chung ba bỏ nhỏ và cứu bóng thành công của Lâm Oanh. Chắn bóng tốt. Điểm block dành cho Thông Tin và tỷ số được cân bằng 12 đều. Chuba đang thi đấu với một sắc thái tâm lý, chúng ta có cảm giác không được thoải mái như xin lỗi quý vị, Kulan có trạng thái tâm lý không được thoải mái như Chuba ở bên phía Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Hy vọng rằng vận động viên người Azerbaijan sẽ sớm thích nghi với sân chơi vô địch quốc gia của chúng ta và sẽ phát huy được hết năng lực của mình để mang tới những màn trình diễn ở đẳng cấp cao cho người hâm mộ. Kulan và tấn công ở vị trí số 2, bóng trong sân, tỷ số lại được cân bằng. Sau mỗi pha ghi điểm chúng ta cũng không thấy được những nụ cười rạng rỡ của Kulan. Phần đội bóng của cô cũng đang gặp khó ở thời điểm này. Và tấn công ở vị trí số 3, hình đánh của Nguyễn Thủy và Lý Luyến đã bị bắt bài. Chúng ba và tấn công trên chặn, lại là điểm cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Và cứu bóng rất hay của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Đường truyền cho Nguyệt Anh. Kiều Trinh. Tình huống xử lý tốt nhưng điểm được ghi cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Có vẻ như trọng tài đã bắt lỗi dính bóng của Kiều Trinh. Với lỗi dính bóng và lỗi hai chạm thì các đội bóng không thể khiếu nại được. Việc các trọng tài bắt lỗi này hoàn toàn là theo cảm tính và nhận định của họ. Mười lăm đều. Bây giờ sẽ là cầu phát bóng của Như Quỳnh. Điểm dành cho Thông Tin. Mười sáu mười lăm. Các cô gái Thông Tin cần phải rũ bỏ được những áp lực ở thời điểm này.
nhiều vị trí vẫn chưa phát huy hết năng lực của mình. Phải nói ra ngày hôm nay Hóa chất Đức Giang Lào Cai là đội chơi tốt hơn và họ cũng tận dụng cơ hội tốt hơn. Hầu hết những xét đấu chúng ta đều thấy hai đội chơi giằng co tạo ra một thế trận cân bằng, nhưng về cuối xét thì Hóa chất Đức Giang Lào Cai lại là đội vượt lên đúng lúc để ghi điểm quyết định. Đường chuyền cho Nguyệt Anh, một cú đập rất tốt nhưng Thanh Liên phòng thủ hay. Chúng ba bỏ nhỏ. Kiều Trinh tấn công hay ở vị trí số 2. Kiều Trinh dù không có được thể trạng tốt nhất nhưng sự tinh tế vẫn còn ở đó. Điểm dành cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Và tấn công ở vị trí số 3 của Bích Thủy đã có điểm. Kiên trì, chậm rãi, chậm lại. 16-17. Pha tấn công từ hàng sau của Tú Linh. Hồng Ngát đánh bóng tốt ở vị trí số 4. Ngày hôm nay thì các cô gái Hóa chất Đức Giang Lào Cai thủ rất hay. Cả khả năng phòng ngự trên lưới cũng như các cầu thủ phòng thủ hàng sau đã nhiều lần phòng ngự tốt trước những cú đập bóng mạnh của các tay đập bên phía thông tin. Giờ thì Hóa chất Đức Giang Lào Cai có sự thay đổi một cặp vận động viên. Khi Tichaya vào sân thì đương nhiên Chumba sẽ phải rời sân. Cú đập bóng là của Bích Thủy. Như vậy là huấn luyện viên Phạm Văn Long chỉ thay Chumba bằng Tichaya. Lúc này thì Hóa chất Đức Giang Lào Cai đang có 2-2 ở trên sân. Và tấn công của Cú Lan bóng ngoài. Thêm một điểm được ghi cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phạm Văn Long, chúng ta có thể thấy bản lĩnh thi đấu của các cô gái Hóa chất Đức Giang Lào Cai cũng đã được cải thiện một cách đáng kể. Trước đây thì họ thường lúng túng mỗi khi bị đối thủ dẫn điểm và khá dễ dàng trong việc đánh mất thế trận và bị vỡ trận. Nhưng ngày hôm nay bản lĩnh đó đã được thể hiện khi chạm trán với một đối thủ mạnh như thông tin. Trong một thế trận giằng co cũng nhiều thời điểm bị đối thủ dẫn trước, nhưng Hóa chất Đức Giang Lào Cai vẫn tự tin và thi đấu cho tới tận những phút cuối set để giành thắng lợi. Đức Giang Lào Cai đội viên số 14 là số 15 Trung Ba và Trung Ba trở lại sân bên phía Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Huấn luyện viên Phạm Văn Long trong đường bóng vừa rồi chỉ muốn tận dụng cầu phát bóng của Tichaya. Pha tấn công tốt của Bích Thủy. Bích Thủy ngày hôm nay có những cú đánh một chân sau đầu cực kỳ hiệu quả. Và chúng ta cũng hiếm thấy những nụ cười rạng rỡ như vừa rồi của Bích Thủy, cô gái người Hà Tây. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phạm Văn Long, đúng là Bích Thủy đã tiến bộ một cách cực kỳ đáng kể. Hàng sau, tình huống phòng thủ tốt của Tú Linh. Nguyệt Anh, hai pha chặt bóng thành công liên tiếp của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Lại là Nguyệt Anh. Tú Linh làm gì? Thêm một đường bóng bền nữa, Cú Lan bỏ nhỏ.
chưa thể làm khó được hàng thủ của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Cuối cùng thì Nguyễn Anh là người kết thúc đường bóng này. Bóng bay thẳng tới vị trí của Hồng Lan. Điểm cho Thông Tin. Điểm block dành cho Thông Tin. Master block sau cú đánh của Tú Linh. Ba tay chắn áo đỏ đã chờ sẵn ở bên kia lưới. Hóa chất Đức Giang Lào Cai xin chào lần chạm lưới. Hóa chất Đức Giang Lào Cai sẽ sử dụng quyền khiếu nại khi nghĩ rằng Thông Tin đã mắc lỗi lưới. Chúng ta cũng thấy lưới đã rung lên, nhưng sẽ cùng chờ xem là do bóng chạm lưới hay các vận động viên của Thông Tin là những người đã dính lưới. Với những biểu cảm của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng thì có lẽ điểm sẽ thuộc về Thông Tin. Dường như công nghệ Video Challenge vừa rồi đã trục trặc kỹ thuật. Tỷ số được cân bằng 20 đều sau lỗi phát bóng của Thông Tin. Thông Tin cũng đã đưa ra khiếu nại khi nghĩ rằng tình huống phát bóng vừa rồi của Nguyễn Anh, bóng vẫn trong sân, khá nhạy cảm. Nếu bóng trong sân thì một lát cắt nhỏ của trái bóng sẽ nằm trên vạch. Rất hồi hộp. Đây là một đường bóng rất quan trọng với các cô gái bên trưởng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước. Đang gần, rất cần giành chiến thắng ở xét đấu này để có thể hy vọng lội ngược dòng. Trọng tài xác định bóng ngoài. Chúng ta đã nói rằng đó là một tình huống rất nhạy cảm. Và thực sự ngay cả khi công nghệ Video Challenge cho chúng ta thấy hình ảnh cuối cùng khi trái bóng tiếp xúc với mặt sàn thì đó vẫn là một hình ảnh nhạy cảm. Nhưng có cảm giác là đúng là bóng ngoài thật. Tỷ số là 20 đều. Tú Linh. Pha đánh bóng tay chiêu của Tú Linh. Tiếp tục là Tú Linh. Hai pha tấn công liên tiếp ở vị trí số 4. Cú Lan. Lâm Oanh quá vất vả trong nỗ lực chuyền bóng vừa rồi. Trận này thì khả năng xử lý bước 1 của Thông Tin đang không ổn định như đối thủ. Bên phía Hóa chất Đức Giang Lào Cai với sự trở lại của Thanh Liên, libero này gần như đã bao tốt hàng sau cho đội bóng này. Chumba. Và đập bóng rất mạnh nhưng Thông Tin vẫn cứu được bóng. Tiếp tục sẽ là cơ hội tấn công cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tú Linh. Tấn công tốt ở vị trí số 4. Và tỷ số được cân bằng 21 đều. Cả 3 set đấu không có đội bóng nào ghi được dưới 20 điểm. Một trận đấu căng thẳng, kịch tính thực sự giữa binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước và Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Trong thế trận này thì đội bóng nào bản lĩnh hơn và chắt chiu được cơ hội hơn sẽ có được những set thắng. Đội bóng của huấn luyện viên Phạm Văn Long đang làm được điều đó trong những set đấu vừa qua.
Tú Linh. Điểm block dành cho Thông Tin. Đó là pha phập chắn đôi của Kiều Trinh và Như Quỳnh. Với cách biệt 2 điểm lúc này, ban huấn luyện của Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã phải gọi time out. Giây hội ý của Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã hết. Cầu phát bóng của Lâm Oanh. Pha tấn công tốt ở vị trí số 4 của Trung Ba. Một cú boom spy của vận động viên người Kenya. Cú Lan. Thanh Liên phòng thủ rất hay và cứu được nhiều đường bóng khó cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Lại là Cú Lan. Giờ tới Tú Linh, thủ cực tốt. Cú Lan, những pha tấn công liên tiếp và cuối cùng thì Thông Tin cũng đã có điểm. Giờ sẽ là set point dành cho đội bóng áo đỏ. Và chuyển bóng sau đầu với cảm giác bóng rất tốt của Lâm Oanh. Cú Lan thì có một tình huống kết thúc lạnh lùng để đánh bại cả hai tay chắn của Hóa chất Đức Giang Lào Cai cũng như những vận động viên thủ ở hàng sau của đội bóng này. Chúng ta vừa cứu một set point bằng một pha tấn công cực kỳ uy lực 23-24 để có được một set thắng ở trận này không dễ dàng gì cho các cô gái Thông Tin, khi mà Hóa chất Đức Giang Lào Cai đang chơi quá hay ở trận đấu ngày hôm nay. Chuyền hai Hoa Thắm vào sân. Và thời điểm này thì Thông Tin cũng xin hội ý. Một lần nữa huấn luyện viên Phạm Văn Long lại muốn tận dụng cầu phát bóng của một chuyền hai dự bị. Cầu phát bóng của Hoa Thắm. Đó là pha tấn công của Kiều Trinh. Và cuối cùng thì Thông Tin cũng đã có được set thắng của mình trong trận này. Tỷ số của set 3 là 25-23 nghiêng về phía Kiều Trinh và các đồng đội. Chúng ta sẽ có set đấu thứ 4. Đây không chỉ là điều mà các cổ động viên của Thông Tin chờ đợi, mà cũng nhiều cổ động viên cũng rất mong muốn trận đấu này sẽ tiếp tục được kéo dài, bởi đây là trận đấu muộn nhất trong ngày hôm nay và mọi thứ cũng đang diễn ra rất hấp dẫn. Chúng ta không muốn bữa tiệc này kết thúc một cách chóng vánh. Và chúng ta sẽ có set đấu thứ 4 trong cặp đấu giữa Hóa chất Đức Giang Lào Cai và Minh Chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước. Thông Tin Trường Tươi Bình Phước, trận đấu nằm trong khuôn khổ giai đoạn 2 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang 2024. Tỷ số bây giờ đang là 1-2 sau khi Thông Tin có được set thắng đầu tiên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên
thông tin gặp khó ở mùa giải này. Tại giai đoạn 1 thì họ đã đối mặt với Thanh Hóa, bị đối thủ dẫn trước với tỷ số 2-0, sau đó lật ngược thế cờ và thắng chung cuộc với tỷ số 3-2. Ngoài ra thì thông tin cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc chạm trán với Quảng Ninh. Họ thắng xét 1 nhưng sau đó thua chung cuộc 2-3. Thông tin có điểm sau tình huống phát bóng lỗi của đối thủ. Chúng ba đường truyền cho Nguyệt Anh và tấn công đưa bóng ra ngoài. Nguyệt Anh hơi vội trong tình huống vừa rồi, với một đường bóng không thuận lợi nhưng Nguyệt Anh vẫn cố gắng để thực hiện một tình huống đánh bóng có lực tốt. Hồng áp. Và phòng thủ tốt của Lâm Oanh. Kiều Trinh xử lý an toàn. Cơ hội tấn công cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Hồng áp. Bốn cầu thủ áo đỏ đứng nhìn trái bóng. Một lần nữa thì hàng thủ của thông tin lại chơi không ăn ý, khiến cho họ mất điểm một cách dễ dàng. Cú Lan và tấn công rất tốt sau vạch 3m. Tỷ số được cân bằng 2-2. Đánh bạt chắn tốt của Nguyễn Anh. Tỷ số bây giờ là 3-2. Thông tin đang dẫn điểm. Giờ sẽ là cầu phát bóng của Lý Thị Luyến. Đường chuyền cho Cú Lan. Chúng ba. Đây là Kiều Trinh bỏ nhỏ. Tú Linh hàng sau. Điểm dành cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Tú Linh đang chơi quá tuyệt vời trong trận này. Tấn công ở nhiều vị trí. Số 4, số 2 sau vạch 3m. Hiệu suất đạt điểm là rất cao. Đó là pha tấn công hàng sau chất lượng của Cú Lan. Tỷ số được cân bằng 4-4. Một cú đập bóng cực kỳ uy lực của Chumba. Trước khi đầu quân cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai thì Chumba chỉ thi đấu ở sân chơi quốc nội và có những năm tháng khoác áo các câu lạc bộ tại Hy Lạp.
Lần này thì cú đánh của Phạm Hiền đã bị bắt bài. Điểm block là của Hồng Ngát. Cú Lan. Thạch Liên phòng thủ hay. Đây là Nguyễn Anh. Nhiều tay đập bên phía Thông Tin bắt đầu xuống sức và rất khó để họ có thể ghi điểm trước một hàng thủ cực kỳ lì lợm bên phía Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Cú Lan. Thạch Liên phòng ngự quá ấn tượng. Đây là Chuba. Ngay sau đó thì Lily cũng đưa ra lời đáp trả. Đánh hai chuyền và có điểm cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Một phiên bản mới của Nguyễn Thị Thủy dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phạm Văn Long. Không chỉ phân phối bóng tốt mà Nguyễn Thủy còn rất tự tin trong những cú đánh hai chuyền của mình. Thống kê sơ sơ thì cô cũng có được 3 điểm từ những cú đánh hai chuyền. Thanh Liên phòng thủ thực sự là hết chỗ chê. Nhưng ở tình huống vừa rồi thì trọng tài xác định điểm thuộc về Thông Tin. Hóa chất Đức Giang Lào Cai đưa ra khiếu nại vì nghĩ rằng bóng đã chạm chắn. Đường bóng này thì chắc chắn bóng đã ra ngoài sân rồi. Điều quan trọng là bóng có chạm tay chắn hay không. Khiếu nại thành công của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Điểm Hóa chất Đức Giang Lào Cai 8-4. Tỷ số bây giờ là 8-4. Nguyễn Thủy vẫn rất mạnh dạn trong những cú đánh hai chuyền. Nguyễn Anh. Một cú đánh y của Nguyễn Anh và bóng cũng đã chạm chắn bên phía Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Đội trưởng của Thông Tin đang động viên các đồng đội của mình. Thời điểm này thì đúng là với chủ Thông Tin Trường Tiêu Bình Phước phải thực sự nỗ lực để vượt khó. Bóng trong sân, điểm ace cho Thông Tin. Tú Linh nghĩ rằng đó là một đường bóng ngoài. Chủ công của Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã chủ động bỏ bóng. Pha phát bóng bay rất khó chịu của Nguyễn Anh. Nguyễn Anh là một vận động viên có kỹ năng phát bóng tốt. Trước đây thì Nguyễn Anh cũng là một mũi công vô cùng lợi hại. Nhưng sau khi dính chấn thương thì Nguyễn Anh đã không thể trở về với phong độ tốt nhất của mình như trước kia được nữa. Bảy tám vẫn đang là cầu phát bóng của Nguyễn Anh. Cú Lan. Phá tấn công tốt của Cú Lan. Cú đập khiến cho Tú Linh mặc dù rất nỗ lực nhưng cũng không cứu được bóng. 8-8. Phát bóng rút lưới, đổi vào điểm cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Nguyễn Anh cũng đã giữ được một cầu lên điểm khá tốt cho Thông Tin.
Đường chuyền cho Kulan. Pha phòng thủ hay, nhưng sau khi bóng chạm tay của Hồng Ngát thì đã bay ra ngoài sân. 9-0. Phạm Hiền phát bóng bật mép lưới. Đây là Tú Linh. Tình huống chắn bóng thành công của Thông Tin. Và điểm dành cho đội bóng áo đỏ. Huấn luyện viên Phạm Văn Long là một huấn luyện viên nổi tiếng nghiêm khắc. Sau mỗi một đường bóng mà các học trò của mình thực hiện không đúng yêu cầu, ông thường ngay lập tức có sự điều chỉnh. Với sự dẫn dắt của một huấn luyện viên nghiêm khắc như vậy, chúng ta cũng thấy có những sự tiến bộ nhất định ở nhiều vị trí trong đội hình của Hóa chất Đức Giang Lào Cai so với thời khi Hóa chất Đức Giang Lào Cai còn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Thái Lan Vanachot. Pha tấn công tốt vừa rồi là của Chuba. Tay đập người Kenya là vận động viên có lực tay cực kỳ ấn tượng. Kulan. Trọng tài số 1 xác định điểm dành cho Thông Tin. Thời điểm xếp đấu thứ tư là lúc thể lực của nhiều vận động viên nội đã bắt đầu đi xuống đáng kể, thì hai đội bóng đều sẽ có xu hướng tận dụng nhiều hơn, trông chờ nhiều hơn vào sức mạnh của các ngoại binh. Tú Linh vừa có một pha đánh y với tình huống xử lý có độ chính xác rất cao. Tỷ số được sa bằng 11-0. Cú lăn. Bóng ngoài. Các cô gái Hóa chất Đức Giang Lào Cai phòng ngự rất kiên cường. Nhưng ở tình huống vừa rồi thì may mắn đã không song hành với Lý Thị Luyến. Chạm tay chắn và đi ra ngoài. Cú đập bóng rất mạnh ở biên 4 của Chuba. Trọng tài xác định điểm dành cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Lỗi 4 chuyền. Bên chủ nơi Hình Hương xin challenger bóng chạm tay. Thông Tin khiếu nại với hy vọng bóng đã chạm tay chắn đối thủ. Liệu bóng có chạm tay Lý Thị Luyến hay không? Góc quay này chưa giúp cho chúng ta tường tỏ được vấn đề.
Như vậy là công nghệ đã xác định bóng có chạm tay phụ công bên phía Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Thông tin khiếu nại thành công. Trọng tài xác định đấy là sao không? Điểm 12 điểm. Không phải lỗi bốn chuyền của thông tin và phát bóng sẽ được thực hiện lại. Miếng đánh chiến thuật có điểm cho thông tin. Tình huống kết thúc vừa rồi là của Nguyễn Anh. Pha hút chắn của Như Quỳnh cũng khiến cho Lâm Oanh cảm thấy lo lắng. Chúng ba đường chuyền sau đầu Kiều Trinh. Đây là pha tấn công của Hồng Ngát. Cú đập bóng với lực rất tốt của đội trưởng bên phía Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tỷ số được cân bằng 13 đều. Pha chặn bóng tốt. Nhưng có vẻ như ở tình huống vừa rồi thì bóng đã chạm cột anten. Trọng tài xác định là một đường bóng ngoài sau khi chạm các tay chắn của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. 14-13. Một pha tấn công cực kỳ ấn tượng với cú đánh lao của Bích Thủy. Bóng cắm sàn. Đổi vào điểm cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Chúng ba lại là Bích Thủy. Cặp đôi Nguyễn Thủy, Bích Thủy ở trận này đang chơi quá ấn tượng. Thêm một miếng đánh ở vị trí số 3 có điểm cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Lâm Oanh có thêm một tình huống tranh chấp tốt ở trên lưới. Lâm Oanh thường xử lý rất kinh nghiệm trong những pha tranh chấp bóng như thế này. Bích Thủy là người yếu thế hơn. Điểm cho thông tin 15 đều. Hồng Ngát đưa bóng cho Cú Lan. Được chuyền hơi sát lưới của Lâm Oanh, nhưng Cú Lan cũng đã giúp cho thông tin có điểm. Giờ chúng ta mới thấy được những nụ cười rạng rỡ của ngoại binh người Azerbaijan. Một pha sửa bóng khôn ngoan của Kulan. 16-15 cho thông tin. Hồng Ngát đập bóng rất mạnh. Ở tình huống vừa rồi thì Đàm Linh đã không phòng thủ được chiếc pha tấn công uy lực của Hồng Ngát. Tấn công vào vị trí của Thanh Liên ngày hôm nay thực sự là rất khó để ăn điểm. Và sau đó là pha phản công tốt của Tú Linh. 17-16 cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai.
Cú Lan, một cú đánh chéo gắt rất tốt của ngoại binh bên phía thông tin. Pha xử lý ở kỹ thuật cao của Jana Kulan. Tú Linh, bóng ngoài và không chạm tay chắn nào. Điểm thứ 18 dành cho thông tin. Bây giờ là cầu phát bóng của Phạm Thị Hiền, đưa bóng cho Tú Linh. Tú Linh đập bóng tốt ở vị trí số 4. Sau khi bóng chạm tay chắn đi rất xoáy, khiến cho hàng thủ của thông tin không kịp trở tay. Pha tấn công tốt của Cú Lan. Quyền phát bóng trở lại với các cô gái thông tin. Hàng sau Chung Ba, cú đập bóng với lực cực mạnh, bỏ nhỏ. Pha xử lý rất khó của Tú Linh. Và điểm dành cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tú Linh chạm bóng cực kỳ tinh tế trong tình huống này. 19 đều. Cú Lan và tấn công trên chắn của ngoại binh người Azerbaijan. Trong những trận đấu gần đây thì hiệu suất đạt điểm của Cú Lan đã được cải thiện một cách đáng kể. Và những nụ cười trên gương mặt cô gái này cũng xuất hiện nhiều hơn. Như chúng tôi đã nói, Cú Lan cần phải giải phóng được những áp lực tâm lý thì mới có thể có nhiều đóng góp cho thông tin được. Nguyệt Anh, Chung Ba, đường truyền cho Tú Linh, bóng rơi ở cuối sân. Trọng tài cũng đang lưỡng lự trong việc đưa ra quyết định. Tú Linh quả quyết rằng đó là một pha bóng trong sân. Trọng tài thì xác nhận Hóa chất Đức Giang Lào Cai đưa ra khiếu nại bóng trong ngoài, còn ban huấn luyện của họ thì giơ biển khiếu nại về lỗi chạm chắn. Đúng là bóng đã chạm tay chắn rồi, khiếu nại thành công của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tỷ số lại được cân bằng. Kiều Trinh, pha vào đà đập bóng rất mạnh của Kiều Trinh nhưng không thắng được Tú Linh. Lại là Kiều Trinh, Thanh Liên vẫn thủ rất hay. Chung Ba chắn bóng tốt. Đây là Hồng Ngát, thêm một loạt rally nữa. Nguyệt Anh, bóng đã chạm tay chắn các cô gái áo trắng và rơi ngoài sân. Điểm cho thông tin 21-20. Cả 4 set như một. Set nào hai đội cũng kéo nhau tới ngoài điểm 20. Chưa có đội nào ghi được ít hơn 20 điểm ở trận này. Thậm chí không có đội nào ghi được ít hơn 22 điểm trong những set đấu đã qua. Và bước vào thời điểm này,
Cả hai đội vẫn luôn tạo ra một thế trận giằng co, chỉ hơn kém nhau có vài điểm thôi. Chumba và đập bóng cắm sàn với một boom spike của tay đập tới từ Kenya. Cú đập bóng như dội bom của Chumba. Hai mươi một đều. Kiều Trinh bỏ nhỏ, pha xử lý hay của Kiều Trinh giúp cho Thông Tin nâng tỷ số lên 22-21. Kiều Trinh đang chơi tốt hơn so với thời điểm đầu năm. Chumba, cú đập dội chặt và điểm dành cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Tichaya Bullet vào sân để thay thế cho Chumba. Huấn luyện viên Phạm Văn Long lại muốn tận dụng cầu phát bóng của chuyền hai này. Nhiều lần trong trận đấu ngày hôm nay thì cùng một thời điểm trên sân, Hóa Chất Đức Giang Lào Cai có hai chuyền hai. Pha đánh bóng bay sau của Bích Thủy và bây giờ thì Hóa Chất Đức Giang Lào Cai là đội vượt lên. Được chui rèn dưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên nghiêm khắc như huấn luyện viên Phạm Văn Long, bản lĩnh thi đấu của các cô gái Hóa Chất Đức Giang Lào Cai cũng đã có những sự tiến bộ nhất định. Họ chịu được áp lực và ngày hôm nay nhiều lần vượt qua áp lực đó để có thể giành lợi thế trước Thông Tin. Tiếp tục là tình huống phát bóng của Tichaya. Bước một rất ổn. Đường truyền cho Cú Lan. Chắn bóng hay, đó là điểm block của Bích Thủy. Chiến thắng đang đến rất gần với Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Họ có hai match point. Thêm một lần nữa chúng ta được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của phụ công Bích Thủy. Hai cơ hội liên tiếp để Hóa Chất Đức Giang Lào Cai kết thúc trận đấu này. Một mình Bích Thủy đã ngăn chặn thành công cú đánh từ hàng sau của Cú Lan. Lại là Cú Lan. Cơ hội vẫn còn cho Thông Tin. Nguyệt Anh. Bóng có chạm chắn hay không? Trọng tài xác định bóng chạm tay chắn. Thông Tin cứu được một match point. 23-24. Có lẽ bóng đã sượt qua những đầu ngón tay của Bích Thủy. Chắn bóng tốt. Hai match point đã được cứu. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Số bây giờ là 24 đều. Niềm vui khi đã cận kề với thắng lợi chung cuộc, giờ lại là những nỗi lo cho các cổ động viên của Hóa Chất Đức Giang Lào Cai trước nguy cơ họ có thể bị đối thủ kéo vào xét đấu thứ 5. Hồng Ngát đập bóng rất mạnh ở vị trí số 4. Hồng Ngát ra dấu rằng bóng chạm tay chặt. Khiếu nại đã ngay lập tức được đưa ra bởi ban huấn luyện Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Một tình huống đánh y của Hồng Ngát. Một pha bóng sẽ mang tới cho chúng ta rất nhiều sự hồi hộp. Bởi đây là một điểm số vô cùng quan trọng. Không chỉ ở xét đấu này mà còn rất quan trọng cho cả trận đấu này nữa.
Bóng đã chạm ngón tay út có lẽ là của Lâm Oanh. Điểm dành cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Thêm một match point nữa cho đội bóng của Bầu Huyền. Gulan chưa cứu được match point này. Cơ hội cho Thông Tin tấn công. Đường chuyền cho Gulan. Tấn công tốt ở vị trí số 4. Một trận đấu mà các cô gái Thông Tin đã cứu được tới 3 match point. Đội trưởng huấn luyện Cường Phước xin thay vận động viên số 12 ra sân, số 13 vào sân. Linh Chi vào sân thay cho Phạm Thị Hiền. Một sự điều chỉnh chiến thuật bên phía Thông Tin để tận dụng cầu phát bóng của chuyền 2 Linh Chi. 25 đều. Trận đấu vẫn đang diễn ra cực kỳ căng thẳng. Đường chuyền cho Tú Linh. Nguyệt Anh phòng thủ được. Bây giờ là Cú Lam. Đội tấn công cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Trung ba. Thêm một loạt bóng bền nữa. Cú Lan. Vẫn chưa đội nào có điểm. Nhưng đây sẽ là cơ hội của Thông Tin. Pha phòng thủ rất ấn tượng của Thanh Liên. Và sau đó là tình huống tấn công của Trung ba. Trọng tài Ngọc Ánh xác định bóng ngoài. Và có lẽ Hóa Chất Đức Giang Lào Cai sẽ khiếu nại. Challenge ball in out. Một cú đập bóng từ sau vạch 3m của ngoại binh người Kenya. Góc quay này thì cho thấy đó là một đường bóng ngoài rồi. Khiếu nại không thành công của Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Giờ lại là set point cho binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước. Gió liên tục xoay chiều trong những điểm số cuối của trận đấu thứ tư này. Từ những match point cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai, giờ thì lại là cơ hội để cho Linh Chi và các đồng đội có thể kết thúc trận đấu này và kéo trận đấu vào set 5. Tú Linh chắn bóng tốt và chúng ta sẽ có trận đấu thứ 5. Đó là điều mà các cổ động viên yêu mến bóng chuyền chờ đợi. Họ mong chờ một trận đấu căng thẳng hơn nữa. Và với nhiều người thì dù xét năm đội bóng nào thắng cũng không phải là vấn đề quá quan trọng, bởi cả hai đội đều đang chơi cực kỳ công hiến trong loạt trận ở ngày thi đấu đầu tiên của giai đoạn 2 này. Hai trận đấu liên tiếp chúng ta đều có 5 xét. Những trận đấu thực sự mãn nhãn. Cặp đấu giữa Quảng Ninh và LP Bank Ninh Bình. Và bây giờ tới lượt Hóa Chất Đức Giang Lào Cai và binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước mang tới cho chúng ta một trận đấu với chất lượng chuyên môn cao và vô cùng hấp dẫn. Trận đấu mà họ ở nửa đầu sẽ thi đấu bên phần sân B. Đường chuyền cho Kiều Trinh. Và chặn bóng tốt giúp cho các cô gái Hóa Chất Đức Giang Lào Cai mở điểm trong set 5. Đường chuyền cho Cú Lan. Và tấn công vừa rồi là của Hồng Ngát, bóng ngoài. Và sau cầu phát bóng này thì Lý Thị Luyến sẽ nhường lại vị trí cho Thanh Liên. Tỷ số là 1 đều. Pha phối hợp không đúng nhịp của Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Cơ hội tấn công cho Thông Tin, Nguyệt Anh. Điểm cho Thông Tin. Bóng leo mép lưới nên hàng chắn của Hóa Chất Đức Giang Lào Cai đã khá lúng túng với đường bóng này.
Pha xử lý hay của Bích Thủy, tỷ số lại được cân bằng. Miếng đánh chiến thuật không thành công của Thông Tin. Điểm dành cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Pha phập đánh chồng với tình huống kết thúc của Kiều Trinh. Thông Tin đã bị bắt lỗi dính lưới. Tú Linh. Đường chuyền cho Cú Lan hàng sau. Chú Ba không phòng thủ được chiếc cú đánh bóng ngắn của Chu Lan. Giữa quý vị của Cú Lan, tỷ số được cân bằng 3 đều. Pha đánh bóng lách chắn rất hay của ngoại binh người Azerbaijan. Lâm Oanh không cứu được bóng. Đổi vào điểm cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tú Linh vẫn đang giữ hiệu suất ghi điểm rất cao ở trận đấu ngày hôm nay. Trọng tài bắt lỗi Thông Tin ở tình huống vừa rồi, đó là lỗi cướp bóng. Người đã nỗ lực ngăn chặn tình huống tấn công của đối thủ là Phạm Hiền. Đường chuyền cho Cú Lan, pha đập bóng rất mạnh. Kể từ đầu trận cho tới giờ thì chúng ta hiếm thấy những tình huống đập bóng với lực như vừa rồi của Cú Lan. Càng về cuối trận thì ngoại binh người Azerbaijan lại càng chơi hay hơn. Cú Lan. Thanh Liên vẫn phòng thủ được Chumba. Và tấn công này của Chumba thì Cú Lan lại chịu bó tay. Thêm một điểm nữa được ghi cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Tỷ số là 6-4. Chú Ba vẫn đang là vận động viên duy trì được thể lực tốt nhất ở trên sân cho tới lúc này, khi trận đấu đã bước vào tới tận xét đấu thứ 5. Cú Lan. Được chuyền cho Chú Ba. Có vẻ như đó là một tình huống đánh bóng trong sân của ngoại binh người Kenya. Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã có được điểm thứ 7. Với khoảng cách 3 điểm trước đối thủ, Thông Tin đã phải sử dụng quyền hội ý. Pha xử lý của Phạm Hiền. Cơ hội của Hồng Ngát bỏ nhỏ. Đội trưởng của Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã có một pha xử lý hay để giúp cho đội bóng này có điểm thứ 8. Và sau điểm số này thì hai đội sẽ đổi sân. Lúc này thì Hóa chất Đức Giang Lào Cai đang có số điểm gấp đôi so với Thông Tin ở trận đấu quyết định. Trọng tài xác định bóng đã chạm sàn.
với hệ thống Video Challenge Ice đang được lắp đặt ở giải vô địch quốc gia của chúng ta, thì các đội bóng sẽ không thể khiếu nại trong những tình huống bóng có chạm sàn hay không, vì chúng ta không có những góc máy được thiết lập để ghi lại những hình ảnh ở vị trí này. Đường truyền cho Kulan, và tấn công rất mạnh từ vị trí số 1. Cú đánh vừa rồi là của Nguyễn Anh, bóng đã chạm tay chắn rồi. Điểm thứ 5 thuộc về Thông Tin. Khoảng cách được thu hẹp xuống còn 3 điểm. Cú đập bóng rất mạnh của Chupa, nền tảng thể lực tuyệt vời của tay đập tới từ Kenya. Đường truyền cho Kulan. Chumba, và chặn bóng tốt của Kulan đổi vào điểm cho Thông Tin. Tỷ số bây giờ là 6-9. Chumba, thêm một điểm nữa được ghi cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Tới trận đấu này thì cả hai đội bóng đều đang phải trông cậy vào các tay đập nước ngoài. Đây là lúc mà các ngoại binh cần phải lên tiếng để khẳng định giá trị của mình. Họ cũng là những người đang còn có thể lực tốt hơn so với những cầu thủ nội của chúng ta ở trên sân. Hết Chumba lại đến Kula thay nhau ghi điểm. Tỷ số bây giờ là 70. Chumba đập bóng cắm sàn. Pha kết thúc quá uy lực của tay đập mang áo số 15. Và kết thúc không thể ngăn cản của Chupa. Thêm một điểm được ghi cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Họ đang cách đối thủ 4 điểm và cũng cách chiến thắng chung cuộc với khoảng cách là 4 điểm nữa. Đường truyền cho Chupa, đánh bóng bạt chắn, và điểm thứ 12 thuộc về Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Những điểm số cuối của trận đấu thứ 5, nhưng cứ ngỡ như chúng ta mới ra sân cách đây ít phút vậy. Nền tảng thể lực thực sự là quá đôi ấn tượng của ngoại binh bên phía Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Và tấn công của Kulan, trọng tài xác định bóng chạm tay chắn. 8-12. Chumba, bóng ngoài rồi.
Thêm một điểm nữa được ghi cho binh chủng thông tin Trường Tây Bình Phước. Giờ tới lượt huấn luyện viên Phạm Văn Long sử dụng tới quyền time out của mình. Quyền phát bóng đang thuộc về thông tin. Chumba chắn bóng tốt và thông tin có điểm thứ 10. Giờ thì cả hai đội đều chỉ hướng tới việc nhồi bóng cho các ngoại binh. Những miếng đánh rất dễ bị bắt bài. Lại là Chumba. Thêm một cú đập cắm sàn nữa của ngoại binh người Kenya. Những cú đánh của Chumba sau khi bóng lọt các tay chắn thì rất khó cho hàng thủ phía sau của thông tin. Chumba được rút ra cho nghỉ để tận dụng cầu phát bóng này của Tichaya Bullet. Và tấn công tốt của Kiều Trinh nhưng Thanh Liên quá hay. Cơ hội lên điểm cho Hóa Chất Giang Lào Cai. Cú Lan. Đường chuyền sau đầu Bích Thủy. Điểm cho thông tin, một điểm block thuộc về các cô gái áo đỏ. Cách biệt được thu hẹp 11-13. Sau khi mất điểm thì đương nhiên Hóa Chất Đức Giang Lào Cai sẽ đưa mũi công chủ lực của mình trở lại sân, đó là Chumba. Như Quỳnh nhường lại vị trí cho Linh Chi. Thông tin cũng muốn tận dụng cầu phát bóng của chuyền hai bằng áo số 13 sau khi Như Quỳnh xoay xuống cầu dưới. Quá tuyệt vời Bích Thủy. Đánh một chân sau đầu cực kỳ ấn tượng của Bích Thủy. Điều mà cô đã nhiều lần làm trong trận đấu này. Thêm một match point nữa cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Tình huống phát bóng của Tú Linh. Kiều Trinh. Kiều Trinh cũng có một pha đánh y chất lượng với một cú đập cắm sàn. Đây là những gì mà chúng ta thường nhìn thấy khi Kiều Trinh còn ở phong độ cao. Pha kẻ biên rất sắc nét của đối chuyền bên phía thông tin. Đội bóng áo đỏ cứu được một match point. Chumba. Cú Lan phòng thủ thành công. Đưa bóng cho Nguyệt Anh. Tiếp tục là Nguyễn Anh. Pha bỏ nhỏ của Chumba. Cơ hội ghi điểm của thông tin. Cú Lan. Điểm dành cho đội bóng áo lịch. Cứu thêm được một match point nữa. Đây là match point thứ 5 mà Hóa Chất Đức Giang Lào Cai đã bỏ lỡ trong trận này. Trước đó sẽ đấu thứ 4. Họ cũng có 3 cơ hội để kết thúc trận đấu này nhưng không tận dụng được.
Và tới giờ thì huấn luyện viên Phạm Văn Long đã phải sử dụng nốt quyền time out của mình. Kiều Trinh phát bóng, những phút giây rất hồi hộp. Cơ hội dành cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai, được chuyền sau đầu Bích Thủy. Vẫn chưa kết thúc được đường bóng này. Đây là Cú Lan. Tú Linh xử lý bước một tốt. Bích Thủy. À, thêm một điểm nữa được ghi cho Minh Chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước. Đấu với những diễn biến thực sự là quá hấp dẫn. Thật tiếc cho những ai bỏ lỡ cặp đấu ngày hôm nay. Một màn so tài cân tài cân sức giữa hai đội. Dù cho Hóa Chất Đức Giang Lào Cai của ông bầu Đào Hữu Huyền đã dẫn trước với tỷ số 2-0, nhưng thông tin thì càng chơi càng hay và đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Họ liên tục cứu những match point và tiếp tục nuôi hy vọng để lật ngược thế cờ trong trận đấu này. Hồng Ngát, bóng trong hay ngoài đây? Trọng tài biên thì xác định bóng ngoài sân. Trọng tài số 1 chỉ tay cho điểm các cô gái Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Thông tin còn quyền khiếu nại hay không? Họ sẽ challenge. Bóng trong ngoài. Chúng ta vẫn chưa thấy ký hiệu của trọng tài số 1. Không biết ông bắt lỗi bóng trong ngoài với tình huống bóng trong sân hay là bắt lỗi bóng đã chạm tay chắn của thông tin. Chúng ta sẽ cùng chờ xem những hình ảnh từ công nghệ Video Challenge Eyes sẽ xác minh đường bóng này. Một điểm số cực kỳ quan trọng. Đội nào thắng điểm này thì sẽ có cơ hội kết thúc trận đấu. Như vậy là trọng tài bắt lỗi bóng chạm chắn. Đúng là bóng đã chạm những đầu ngón tay của các cô gái thông tin. Hóa Chất Đức Giang Lào Cai có thêm một match point nữa sau khi thông tin khiếu nại không thành công. Các trọng tài đã chính xác trong đường bóng vừa rồi. 15-14. Tới loạt đấu của set 5, chúng ta vẫn có khoảng thời gian OT cho những diễn biến hấp dẫn của cặp đấu ngày hôm nay. Pha xử lý của Lâm Oanh. Cội kết thúc trận đấu cho Hồng Ngát. Bóng chạm tay chắn và có vẻ như bóng rơi ngoài sân. Và như vậy là chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Niềm vui trọn vẹn dành cho ông bầu Đào Hữu Huyền và đội bóng của mình. Dẫn trước 2-0 rồi thua liền 2 set. Set đấu thứ 5 cũng là đội bóng dẫn điểm trước và bỏ lỡ rất nhiều những match point. Nhưng sau cùng thì Hóa Chất Đức Giang Lào Cai đã vượt qua Minh Chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước trong một trận đấu cực kỳ khó khăn và cực kỳ căng thẳng để có thêm 2 điểm nữa. Những điểm số quan trọng giúp cho họ có thể hướng tới mục tiêu kết thúc giai đoạn 2 với vị trí trong top 4. Sau trận thua 2-3 này, thông tin có thêm 1 điểm với 13 điểm, tạm vươn lên vị trí đầu bảng, nhưng thi đấu nhiều hơn LP Bank Ninh Bình 1 trận. Còn Hóa Chất Đức Giang Lào Cai có 3 chiến thắng sau 5 trận và giành được 8 điểm.